Chào mọi người đã trở lại với video của em cập nhật tại mộ cậu Năm. Ngay lúc này, thời điểm này đang rất là hot vì xuất hiện hai nhân vật rất là đặc biệt hôm nay. Mọi người cũng từng biết là nhân vật nào rồi đúng không nào, nhưng mà em không có nhắc tên nha mọi người. Thì đó, xuống mộ cô khóc rất là nhiều và cũng nói rất là nhiều trước mặt mộ cậu Năm, trước di ảnh cậu Năm. Nói cậu Năm là mất thân xác đã giả gờ rồi. Nói cậu Năm sẽ hiện hữu ở nhà. Không biết câu chuyện như thế nào, nhưng mà có nét rất là căng thẳng. Không biết sẽ như thế nào, nhưng hai cô ấy nói những cái lời nói chung ra giống như là đang trách móc một điều gì đó, đó tại mộ cậu Năm. Và thôi mình cho qua vấn đề này đi ha. Thì cập nhật một cậu Năm hiện tại bây giờ thì anh em ekip đang cúng bàn cơm chay cho cậu Năm vào lúc thời điểm này. Bàn cơm chay rất là ngon luôn. Thì đây cũng là video thứ hai mà sáng giờ em cập nhật. Thì sáng thì chưa có cúng cơm, mà ngay thời điểm này thì mấy anh em đang cúng cơm cậu Năm với mọi người. Và sự xuất hiện của hai nhân vật dậy sống ở ngay tại mộ cậu Năm buổi trưa nay thì không biết chi tiết như thế nào, thì mọi người có thể là xem video của tất cả anh em ở dưới mộ cậu Năm cũng sẽ thấy được điều gì đó đúng không nào. Thì chắc có lẽ là sau ngày Du Lan thì mới xuống thôi. Chứ nếu đáng lý ra là lên ngày Du Lan đó mới là vui, mới là hay. Đó. Nói chung ra là lý do là gì mọi người? Thì mọi người cũng biết chuyện nội bộ gia đình. Nói chung ra là chị gia đình em không có xí vào, em chỉ nói phân tích như thế nào hiện tại giờ trên mộ thôi. Và nghe nói thì cũng đã đi về rồi, vào vội và về cũng vội. Nói chung ra rất là ngắn gọn, không có mà lâu mà chia sẻ. Thì anh em cũng ghi hình khoảnh khắc đó, thì mọi người cũng vừa xem những hình ảnh đó, những chi tiết đó, những lời nói đó và những giọt nước mắt đó, thì mọi người đã thấy, đã hiểu là nói về cái ngày cúng đó. Đó. Nhưng mà thực chất là mình không đi sâu vào câu chuyện, mình chỉ thực lại thôi mọi người. Đó. Thì không biết nội bộ như thế nào, tâm tư của hai cô đến đây sẽ như thế nào. Nhưng mà chắc chắn một ngày hôm nay chắc chắn có nhiều để mà suy nghĩ, cũng như là đang nấu lên những cái bức xúc của mình từ bữa giờ mà không có lên mộ cậu Năm. Nhưng mà mọi người ơi, cái gì nó cũng có cái giá của nó hết, cái gì nó cũng có một cái suy nghĩ. Đó. Nói chung ra thì mình làm cái gì ông trời thấy, nói chung ra là như vậy. Thì khán giả thì hiện tại rất là nhiều quyến mộ cậu Năm trưa nay mọi người. Thì tại cậu Năm là bà con rất là yêu thương cậu Năm. Và điều đặc biệt nữa em muốn chia sẻ với mọi người, giống như video đầu của em chia sẻ, thì mọi người biết không, hồi sáng em có phân tích là chắc không biết là ban quản lý Hoa Viên có động lòng mấy ngày mà trời mưa hay không để gặp lại để cho bà con viếng. Nhưng mà thiệt mọi người ơi, đã được di trời đi dời ra mọi người. Đó, được di chuyển đến nơi khu vực khác rồi mọi người ơi. Đó. Thì hiện tại bây giờ thì mộ cậu Năm bây giờ là không còn cái gạp nào che nữa nha mọi người ha. Đó là như vậy. Rồi ban quản lý Hoa Viên thì cũng sáng nay mấy chú cũng đi vòng vòng để mà đi tận mọi người. Tại hôm nay nghỉ lễ chắc chắn là bà con sẽ đông á, cho nên là cũng đi vòng vòng khu vực mộ cậu Năm. Và điều đặc biệt thì hôm nay thì xuất hiện hai nhân vật vừa rồi em mới nêu tên. Đó là em có cậu Năm, không có nêu tên nha. Đó, hiện tại là đi bằng xe máy đến đó mọi người. Em hình như là thấy là như vậy. Đi bằng xe máy đến nha. Nói chung ra thì chắc có lẽ đây cũng
xuống đây để thắp hương cũng như là chia sẻ thôi, chia sẻ những sự bức xúc của mình. Và em đang thấy hiện tại bây giờ thì có bà cụ ba, có một đứa cháu đến đây viếng mộ cậu Năm mọi người, cũng như là chụp hình, cũng như là chia sẻ những câu chuyện về một phần cậu Năm. Ở đây thì cũng có hai chị gái nữa mọi người ha, hai chị gái này cũng đến đây cũng là chụp hình, cũng như là sờ vào hình ảnh cậu Năm, cũng như là cái mão của Năm đội mọi người. Thì theo như mà cái đoạn video em mới vừa xem thì em thấy là cô Sáu đó, cô Sáu thì không có nói nhiều, nhưng mà nói rất là nhiều. Thì nói là tại sao đồ cúng lại đem đi đi đổ không ăn. Nhưng mà thật sự thì mọi người ơi, thì cái chuyện này thì không có đi sâu vào cái đó, mình không có biết, mình chỉ thực lại trong video thôi nha. Đó, nói chung là em không có cái tham gia cái vấn đề bình luận hay là cái gì gọi là chuyện gia đình người ta, nhưng mà em chỉ cập nhật những thông tin truyền tải, những cái video mà anh em đang cập nhật thôi. Nói chung ra là nội tình cái câu chuyện buổi trưa nay là như vậy đó. Và hiện tại bây giờ thì em thấy khách viếng rất là đông đó mọi người ha, rất là đông. Tại vì cậu Năm rất là linh thiêng, cậu Năm rất là phù hộ cho mọi người, ở trong đó có em. Cho nên thì khi tụi em, anh em của tụi em làm video thì có những cái video chia sẻ thật tình tại mộ cậu Năm, cũng như là có những video nếu như mà em thiếu sót thì có cái gì mà nói hơi mà không đúng thì tụi em chịu trách nhiệm. Nhưng mà có những cái mà tụi em nói đúng thì mọi người đồng cảm với tụi em nha. Cho nên là như vậy thôi. Nội bộ trong cái video em chia sẻ này thì là tất cả những cái gì mà anh em đang cập nhật trên đó là em truyền tải lại, em cập nhật lại cho mọi người xem trên kênh của em. Đó thì như vậy. Thì video cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Mọi người xem thì thấy hữu ích thì mọi người cho em xin một cái like, một cái chia sẻ. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và điều đặc biệt để nói cho mọi người nghe là không phải là hai cô này không phải đi xe hơi xuống mộ nha, là đi xe máy xuống nha mọi người. Thì nói cho nó đúng tròn trịa và trong theo video của mấy anh em đang quay cập nhật, để cho mọi người biết là em có theo dõi thông tin ở dưới mộ cậu Năm, chứ không phải là em mà không xem, em mà chỉ nói qua lo là như vậy ha. Rồi chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người buổi trưa ăn cơm ngon miệng, công việc thuận lợi nha.